Huyền thoại đã trở lại. Nói đến các thương hiệu bóng rổ nổi tiếng toàn cầu, chắc hẳn không ít anh em spoiler đều xác nhận Sporting thương hiệu đã gắn bó với môn thể thao này với hơn 100 năm và đến nay vẫn luôn được xem là top những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam. Ở năm 2020, 2021 và 2022, Sporting tung ra series TF khiến nhiều bowler mê mẩn và tìm kiếm mua hàng đến mức hãng này phải thông báo cháy hàng liên tục trong 3 năm qua. Đến giữa năm 2022, em út trong series chính thức được cập nhật với cái tên mới Sporting TF 150, đánh dấu sự trở lại mới mẻ của dòng họ TF. Tuy nhiên không lâu sau, hai anh cả trong series được Sporting Việt Nam tuyên bố ngừng sản xuất. Đây là một tín hiệu buồn cho những fan hâm mộ của hãng này. Thế nhưng mới đây, vào giữa tháng 6 2023, thị trường quả bóng rổ tại Việt Nam lại nhộn nhịp trở lại khi Sporting chính thức quay trở lại với quả bóng Sporting VBA Core 2023. Phục vụ cho những trận đấu kịch tính tại giải bóng rổ VBA 2023 với thiết kế vẫn giữ nguyên được nét truyền thống nhưng nổi bật với các đường viền ánh đồng đặc sắc trên các họa tiết. Sau đó ít ngày, thị trường lại có cơn bùng nổ với sự trở lại của hai anh cả trong họ TF là TF 250 và TF 500 với hai cái tên cực kỳ mới lạ là TF 250 React và TF 500 Excel đánh dấu bước ngoặt cho chủ trở lại của những huyền thoại.